Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quỳ kính lạy người, thiết tha con khấn nguyện cầu quê hương là dòng sông mát trong trăng vàng soi sáng. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đóa hoa tươi sáng từ vượt qua bến mê đến nơi bờ ra, mẹ hiền Quán Thế Âm giọt nước cành dương xoa dịu lầm than. Mẹ hiền Quán Thế Âm đem đến an sạch ưu phiền, mẹ hiền Quán Thế Âm ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên. Mẹ hiền Quán Thế Âm chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên. Xin mẹ từ bi xót thương cứu độ trần nơi bình yên. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chiến tranh đau đớn cuộc đời, bão giông mây nước ngập con xin mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian. Chiến tranh đau đớn cuộc đời, bão giông mây
xin mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian. Chiến tranh đau đớn và trong buổi sáng ngày hôm nay sự chúc mừng cho đại lễ cấp băng thánh thành ngô đại hùng bảo điện chùa Thiên Phước thôn Đại Lâm, xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Vào giờ này là những tiết mục văn nghệ để chúc mừng cho đại lễ. Xin thay lời cho những người làm chương trình, xin gửi tới toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Chúc cho đại lễ của chúng ta thành công tốt đẹp. Vào tiếng người chùa
xin một tràng pháo tay để cảm ơn đoàn dẫn xin. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tay cầm nhận liễu thân nhàng vui không thế gian tôi vui bát ngàn dưới tòa sinh quý thiện nam tín nữ Phật tử và nhân dân gần xa,
để tiếp theo chương trình văn nghệ chúc mừng cho đại lễ cắt băng khánh thành ngôi đại hùng bảo điện chùa Thiên Phúc. Chúng con thành tâm cung thỉnh quý ngài xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng hướng lên sân khấu để chào đón sự trở lại của các em trường mầm non xã Tam Đa với tiết mục múa liên hoa. Xin một tràng pháo tay để chào đón bài múa. Xin được trân trọng cảm ơn cô trò trường mầm non xã Tam Đa. Một tràng pháo tay nữa để cảm ơn cô trò mầm non Tam Đa. Và để tiếp theo chương trình, chúng con thành tâm cung thỉnh quý ngài, xin mời quý vị đại biểu quan khách cùng toàn thể đạo tràng cùng hướng lên sân khấu để chào đón một làn dân qua quan họ lời cổ vào chùa với sự thể hiện của các liền anh liền chị đến từ đoàn quan họ Bắc Ninh. Xin một tràng pháo tay để chào đón ca khúc. Thank you.
ngọt ngào đến từ các liền anh liền chị của đoàn dân ca Con Họ Bắc Ninh. Và để tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng hướng lên sân khấu để chào đón bài hát Chim Khôn Đậu Nóc Nhà Quan với sự thể hiện của chị hai Con Họ Bắc Ninh. Xin một tràng pháo tay để chào đón.
bay lên, bay lên, bay lên, bay lên, bay lên, sông bay đất thẳng chiến bao cơ đạo bay trên đường tất cả nào ngày sáng nắng chỉ là vườn nhiều nghiệp lớn lên trên thế giới chiến lên nghĩa sông về đại la sư trên đường Nam Bắc Tây Dương núi sông sâu chân là nơi thắng địa bốn phương hội quân là nơi thắng địa bốn phương ta hội quân là nơi thắng địa bốn phương ta hội quân đây là nơi thượng đô kinh sử mãi buồn thank you.
Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa hai giới các cụ, kính thưa ban tổ chức, kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân thôn Đại Lâm. Lời đầu tiên, cháu thay mặt cho đồng liên Lan Nữ 1982 gửi đến hai giới các cụ, ban tổ chức, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân Đại Lâm lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc cho đại lễ khánh thành chùa Thiên Phúc được thành công rực rỡ. Và sau đây là tiết mục chống cờ dòng máu Lạc Hồng của đồng liên Lan Nữ 1982. Hồng ân Tam Bảo khắp muôn nơi, ban phước thế gian khắp đời đời, nhân dân Đại Lâm luôn cung kính, đảnh lễ mười phương khắp độ trì. Tiếng trống ngân vang của nước Lam giúp cho bờ cõi mãi hào hùng, bảo tồn Phật giáo luôn hưng thịnh, nhân dân Đại Lâm vững trường tồn. Tiếng trống hào khí dòng máu Lạc Hồng, tiếng trống ngàn xưa của cha ông, tiếng trống hiệu lệnh khai trương sử vàng, trống khai sinh nước Văn An, lịch sử Việt Nam 4.000 năm dựng nước, Bắc Lam một dải lót sông vẹn toàn, lội trống lên cho mưa thuận gió hòa, lội trống lên cho muôn dân khang thái, để tiếng trống được vang xa mãi mãi, để xứng danh con cháu Lạc Hồng. Lào anh chị em Lam Nữ 1982 lội trống lên. Thank you.
1982 đã có một tiết mục múa trống gửi tới toàn thể đạo tràng. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Nam mô đạo tràng giáo chủ bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý đại diện cho lãnh đạo đảng, chính quyền các cấp. Thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử và nhân dân gần xa. Và giờ này, mười phương chư Phật đã hiện tọa đạo tràng, hồn thiêng sông núi cũng hội tụ về đây. Chúng con xin được thành tâm cung thỉnh trên quý ngài, xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu quan khách cùng toàn thể đạo tràng khởi thân, chắp tay trang nghiêm, niệm Phật cầu gia bị và chào cờ. Chúng con thành tâm cung thỉnh quý ngài, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Xin mời quý vị cùng đứng dậy ạ. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Việt Nam hôn nhân mang mang chung từ nay.
lòng chúng ta tiến lên vì ta kia là cùng với trong anh cao vàng là nơi góc phương vang ca đón chào và pháo việt nam nơi tấm gương này thì ta sẽ hóa chúng sinh chúng ta sẽ đồng thì cùng sẽ vang quanh và mỗi người thầy sẽ là nào ta nào chắc tay ra cùng dưới đài sẽ âm đề đoàn. Để tri ân công đức của mười phương chư Phật, chư tôn giáo phẩm đã viên tịch qua các thời kỳ, đồng thời chúng ta cũng tưởng nhớ tới anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh linh các anh hùng liệt sĩ đã vì quốc vong thân cho hòa bình hạnh phúc của muôn nhà. Vào giờ này chúng con thành tâm cung thỉnh quý ngài, xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đạo tràng lắng đọng tâm tư, dành một phút nhập từ bi quán. Phút nhập từ bi quán bắt đầu. Nhập từ bi quán đã trôi qua, chúng con thành tâm cung thỉnh quý ngài, xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu quan khách cùng toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam mô đạo tràng giáo chủ Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính ngưỡng bái bạch trên quý ngài. Kính thưa quý vị đại biểu quan khách, thưa toàn thể đạo tràng, có những cây mai sống trọn đời, bên hàng tùng bách mãi xanh tươi, đầy ngôi chùa cổ ngày hai buổi, cầu nguyện dân làng sống bình yên, tạo nên phạm vũ huy hoàng là bao tâm huyết của ngàn trái tim. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, trong kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm Quang Minh Biến Chiếu cao quý Đức Vương Bồ Tát, Đức Phật có tán thán rằng: Này thiện nam tử, trên đời có hai hạng người hy hữu như cánh hoa ưu đàm, đó là một là những người biết kiến tạo cái mới, hai là những người biết sửa cái cũ. Lời tán dương ca ngợi ấy của Đức Thế Tôn là động lực để chư ni và nhân dân Phật tử chùa Thiên Phúc đem hết tâm huyết của mình xây dựng thành công ngôi Đại Hùng Bảo Điện như ngày hôm nay. Hiện tại đất nước ta đang trên đà phát triển về mọi mặt, kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là về mặt kiến trúc xây dựng. Phật giáo cũng đang trên đà hội nhập, cho nên xây dựng một ngôi chùa là tô đẹp cho nền văn hóa của dân tộc thêm một điểm son tinh tế về tinh thần từ bi trí tuệ của Đạo Phật giữa lòng nhân thế. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, thật đúng là chùa tôi nhẹ thoảng hương câu, nhẹ điều thương ghét niệm câu Di Đà. Chuông khuya lay bóng trăng tà, con chim cánh trắng la đà cõi tâm, ai về ngọt lìm pháp âm, ta về tự tính thầm thâm suối nguồn. Chùa Thiên Phúc thôn Đại Lâm là một ngôi cổ tự được xây dựng vào thế kỷ thứ 16 thời nhà Mạc. Trước cách mạng tháng 8, chùa còn là nơi nuôi dấu cán bộ cách mạng, là nơi tổ chức hội họp tuyên truyền hoạt động cách mạng. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, ngôi chùa đã được trùng tu nhiều lần nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng. Được sự cho phép của các cấp giáo hội, các cấp chính quyền, chư ni cùng nhân dân Phật tử chùa Thiên Phúc phát đại nguyện trùng tu ngôi Tam Bảo. Qua một thời gian kiến tạo bằng tất cả những nhiệt thành của chư ni và Phật tử, ngày hôm nay ngôi Đại Hùng Bảo Điện đã được thành tựu viên mãn. Hôm nay
ngày 3 tháng 11 năm 2024 nhằm ngày 3 tháng 10 năm Giáp Thìn, ban tổ chức long trọng cử hành đại lễ cắt băng khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện để đáp tạ hồng ân Phật Tổ, chư tôn thiện đức tăng ni, tri ân công đức của quý cán bộ các cấp, quý vị Phật tử, các doanh nghiệp, bà con nhân dân Phật tử địa phương, thập phương trong thời gian qua đã phát tâm công đức, tài lực, vật lực để ngôi Đại Hùng Đạo Bảo Điện được thành công viên mãn. Và đó chính là lý do của đại lễ buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô Đạo Tràng Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính ngưỡng bách bạch trên quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, để đại lễ được diễn ra trong không khí trang nghiêm thắm tình đạo vị, thay lời ban tổ chức, chúng tôi xin phép được thông qua chương trình như sau. Một, cung nghinh chư tôn thiện đức tăng ni, quý vị đại biểu quan khách quang lâm lễ đài. Hai, niệm Phật cầu gia bị, chào quốc kỳ đạo kỳ, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu tham dự. Ba, dâng lục cúng dường. Bốn, diễn văn khai mạc. Năm, báo cáo tổng kết quá trình xây dựng. Sáu, phát biểu của đại diện chính quyền. Bảy, tặng hoa chúc mừng. Tám, cảm tạ của ban tổ chức. Chín, cắt băng khánh thành. Và xin mời quý vị đại biểu quan khách cùng toàn thể đạo tràng ở lại chùa Thiên Phúc để dự bữa cơm thân mật cho ban tổ chức có đôi lời cảm ơn. Trên đây là chương trình của đại lễ ngày hôm nay. Xin toàn thể quý vị dâng cao một tràng pháo tay để chúc mừng. Nam mô Đạo Tràng Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính ngưỡng bách bạch trên quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, về chứng minh tham dự chúc mừng cho đại lễ cắt băng khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Thiên Phúc. Về phía giáo hội, ban tổ chức chúng con xin được cung kính giới thiệu sự hiện diện của Đại Đức Thích Thanh Thành, đại diện chốn tổ Hoành Nha Giao Thủy Nam Định. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư thầy Thích Diệu Hòa, trụ trì chùa Thiên Phúc, trưởng ban tổ chức đại lễ. Chúng con còn được cung đón chư tôn thiện đức tăng, chư tôn thiện đức ni, trụ trì các tự viện cũng hoan hỷ trở về đây tham dự chúc mừng. Chúng con xin được cung kính giới thiệu chung. Về phía đại biểu quan khách, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào đón sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Đa. Ban tổ chức còn được chào đón các ông, các bà trong ban thường vụ Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể xã Tam Đa, các ông, các bà đại diện cho các nhà trường, quỹ tín dụng xã Tam Đa, các ông, các bà đại diện cho các ban ngành đoàn thể của xã cũng về tham dự. Xin một tràng pháo tay để chào đón. Về phía đại biểu thôn Đại Lâm, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và chào đón ông Trần Văn Quân, bí thư chi bộ thôn Đại Lâm. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Thảo, phó bí thư chi bộ trưởng thôn, trưởng ban quản lý di tích lịch sử thôn Đại Lâm. Ban tổ chức còn được chào đón các ông, các bà bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng các thôn cũng như đại diện các ban, các chi hội Mặt trận Tổ quốc, chi hội người cao tuổi, đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ cùng toàn thể bà con nhân dân thôn Đại Lâm đã về đây tham dự. Xin được trân trọng chào đón toàn thể quý vị. Ban tổ chức còn được chào đón đoàn đại biểu chi hội người cao tuổi thôn Thổ Hà, xã Yên Viên, huyện Yên Viên, tỉnh Bắc Giang, do ông Trịnh Xuân Tỉnh làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu chi hội người cao tuổi khu Vạn Phúc, phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh. Đoàn đại biểu công ty đầu tư phát triển chăn nuôi Dabaco. Đoàn đại biểu cấp ủy chính quyền và nhân dân thôn Trung Lạc, xã Yên Trung, do ông Nguyễn Văn Long, bí thư chi bộ làm trưởng đoàn, cùng đông đảo quý thiện nam tín nữ Phật tử và nhân dân gần xa, trong xã, ngoài làng, trong huyện, ngoài huyện cũng như trong tỉnh và ngoài tỉnh Bắc Ninh đã trở về đây tham dự chúc mừng cho đại lễ. Xin quý vị dâng cao một tràng pháo tay để chào đón. Thank you.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Hoa lòng nở rộ khắp nơi nơi, mưa rắc hoa trời vẫn kém tươi. Đó hoa đạo lý nguyện dân cúng, muôn đời gió nghiệp thổi không ngơi. Vào giờ này là chương trình dân lục cúng dường do các Phật tử đến từ chùa Trà Phương, tỉnh Hưng Yên. Tiết mục dân lục cúng dường xin phép được bắt đầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhờ có ánh đạo vàng của Đức Phật từ bi mà hết thảy chúng sinh nơi trần gian đều được hưởng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Để tạ ơn người, nay chúng con xin dâng người khúc khải hoàn ca và lễ dâng lục cung. Dưới ánh đạo vàng, con quỳ kính cúi xin Phật từ bi chứng gieo niềm an lạc thiên hạ.
Mười phương chư Phật xin được trân trọng cảm ơn quý Phật tử rất nhiều. Nam mô đạo tràng giáo chủ bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính ngưỡng bái bạch trên quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Mái chùa hồn nước hồn non, hồn dân tộc Việt trong vôn mái chùa, nước non thuận gió hòa mưa, dân yên nước thịnh mái chùa thêm sinh. Chào ơi biết bấy nhiêu tình, đi đâu tôi cũng đinh ninh nhớ chùa. Hình ảnh ngôi chùa Thiên Phúc được hình thành và tồn tại đều gắn liền với cuộc sống của người dân Đại Lâm nơi đây. Và vào giờ này, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời ông Ngô Văn Hiền, đại diện ban tổ chức lên tuyên bố khai mạc. Xin được trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch chư tôn đại đức tăng ni, kính thưa hai giới các cụ, các quý vị đại biểu, các quý vị đại diện lãnh đạo đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của địa phương, kính thưa toàn thể nhân dân cùng quý khách Phật tử thập phương xa gần. Hôm nay trong không khí trang nghiêm của tiết trời cuối thu đầu đông mát mẻ, dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật, với niềm vui chung của thôn nhà vừa hoàn thành xây dựng ngôi Tam Bảo chùa Thiên Phúc là một dấu ấn của thời gian lưu truyền Phật pháp muôn đời. Hội đủ duyên lành được các chư tôn đại đức tăng ni, các quý vị đại biểu đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các mạnh thường quân, các cơ quan doanh nghiệp, quý khách Phật tử thập phương xa gần cùng bà con quê hương và toàn thể dân làng về dự. Lời đầu tiên xin kính chúc các bạch chư tôn đại đức tăng ni pháp thể kinh an, thân tâm thường lạc, thành tựu mọi sự nghiệp trên con đường hoằng pháp độ sinh. Kính chúc các vị lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý khách Phật tử thập phương cùng bà con quê hương và toàn thể nhân dân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, vạn sự an lành và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, theo dấu tích lịch sử, chùa Thiên Phúc thôn Đại Lâm được xây dựng vào thế kỷ 16 thời nhà Mạc, đến thế kỷ 17 được trùng tu tôn tạo mở rộng theo thiết kế thời nhà Nguyễn, nội công ngoại quốc, có cổng tam quan, tam bảo, nhà tổ, nhà mẫu và hai dãy hành lang. Trước cách mạng tháng 8, chùa là nơi nuôi dấu cán bộ cách mạng, là nơi tổ chức hội họp tuyên truyền hoạt động cách mạng. Đầu năm 1947, giặc Pháp đi càn phát hiện chùa có cất dấu máy chữ đánh văn bản tài liệu tuyên truyền hoạt động cách mạng, chúng đã cho đốt phá cổng tam quan cùng hai dãy hành lang, còn lại tam bảo, nhà tổ, nhà mẫu, sau đó hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân làng đã tự tháo dỡ, thực hiện tiêu thổ kháng chiến. Đến năm 1954, hòa bình, dân làng lại tận dụng thu gom gỗ, vật tư, phục dựng được ba gian ngôi tam bảo và ba gian nhà mẫu. Tuy không còn được cổ kính như xưa,
nhưng vẫn đủ trang nghiêm để dân làng và chư khách thập phương chiêm ngưỡng thành kính bái Phật, để ca ngợi nét đẹp thanh tịnh song rất đỗi trang nghiêm tự hào của chùa quê. Có nhà thơ đã viết rằng: ôi cảnh chùa quê được nắng chiều, tình quê chan chứa biết bao nhiêu, chùa quê ta đó xinh xinh quá, nắng đọng trong tôi thật thật nhiều. Kính thưa quý vị, quê hương Đại Lâm trên bến dưới thuyền, cảnh quê sông nước sơn thủy hữu tình, làng rộng dân đông. Từ xa xưa cha ông luôn tin vào Phật pháp, thấu hiểu đạo pháp dân tộc xã hội chủ nghĩa, hoằng dương chính pháp lợi lạc quần sinh, biết chùa là hồn quê, là nơi tôn nghiêm thanh tịnh, là nơi tu học nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng thánh thiện bằng những tinh hoa đạo đức và lối sống từ bi luôn bắt nhịp với mọi thời đại. Cho nên tuy cuộc sống của cha ông lúc bấy giờ còn nhiều khó khăn thiếu thốn, điều kiện xây dựng còn lạc hậu, song cha ông vẫn xây dựng hoàn chỉnh một quần thể văn hóa tâm linh nghệ thuật gồm đình, nghè, hai ngôi đền và đặc biệt là ba ngôi chùa. Trong đó, chùa Tiên Phúc do nhiều dấu tích lịch sử trong quá trình xây dựng cũng như công lao nuôi dấu cán bộ cách mạng, năm 1989, chùa đã vinh dự được Bộ Văn hóa công nhận là di tích lịch sử văn hóa nghệ thuật cấp quốc gia, tổ sư đảm chức được nhà nước tặng thưởng đồng tiền vàng. Quê tôi có bến có thuyền, có thiên tích cổ dựng trên đầu làng, giữa làng thiên phúc khang trang, cuối làng lại có chùa tròn xinh xinh, mái chùa che chở hồn quê, dân làng lễ Phật đi chùa quanh năm. Kính thưa quý vị, thưa toàn thể nhân dân, thời nay trong xã hội văn minh hiện đại, người Việt nói chung, nhân dân thôn Đại Lâm nói riêng lại luôn biết coi trọng vào đời sống tâm linh hơn bao giờ hết. Nhiều gia đình trong thôn đã sớm cho con em mình tiếp cận với Phật pháp để tu dưỡng hoàn thiện nhân cách và lối sống, mong con em mình vừa có tài lại có đức, tin sâu vào nhân quả. Cũng chính vì vậy, nhân dân thôn Đại Lâm luôn nhất tâm bảo tồn, trùng tu, phục dựng các công trình văn hóa tâm linh của ông cha đã xây dựng trên quê nhà. Riêng về chùa Thiên Phúc, kể từ năm 2010, sau khi duyên Phật đưa thầy Thích Diệu Hòa về chủ trì chùa được một năm, dù cuộc sống trong sinh hoạt của thầy và chùa về cơ sở vật chất cũng như tinh thần còn nhiều khó khăn thiếu thốn, song được sự giúp đỡ tạo điều kiện của chính quyền địa phương, ngành văn hóa cùng giáo hội các cấp, nhân dân thôn Đại Lâm và thầy chùa đã đoàn kết đồng lòng quyết tâm đầu tư xây dựng chùa Thiên Phúc. Trải qua 14 năm đầu tư xây dựng, mở rộng khuôn viên, phục dựng nhà mẫu, nhà tổ, tam quan, tam bảo cùng toàn thể khuôn viên sân vườn, chùa Thiên Phúc đã được khang trang, to đẹp, tú hào như ngày hôm nay. Có được thành tựu trên, ban vận động và thầy chùa xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tạo điều kiện của chính quyền địa phương, ngành văn hóa, giáo hội Phật giáo các cấp từ trung ương đến địa phương. Cảm ơn các tấm lòng vàng, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các quý khách Phật tử thập phương xa gần. Cảm ơn bà con quê hương cùng toàn thể dân làng đã góp hạt cát tiên gạch, góp công, góp của, vật tư tiền bạc về xây dựng ngôi Tam Bảo nói riêng và toàn thể chùa Thiên Phúc nói chung được thành tựu viên mãn. Nguyện Đức Phật chứng minh phổ độ những tấm lòng vàng đã phát du ngoại tâm. Và giờ đây, trước giờ phút trọng đại này, cùng với sự hiện diện của quý vị cùng toàn thể dân làng, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc đại lễ cắt băng khánh thành ngôi Tam Bảo chùa Thiên Phúc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát, tác đại chứng minh. Xin được trân trọng cảm ơn ông Ngô Văn Hiền đã đại diện ban tổ chức lên tuyên bố khai mạc.
Nam mô đạo tràng giáo chủ bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính ngưỡng bái bạch trên quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Thấp thoáng đâu đây cảnh tượng làng, có con đường đỏ chạy lang thang, có hàng tre gọi hồn dân tộc, yên lặng chùa tôi ngập nắng bìa vàng. Và để có được ngôi tam bảo như ngày hôm nay là sự nhất tâm của thầy trụ trì, sự phát tâm công đức của nhân dân Phật tử thập phương địa phương. Vào giờ này chúng con thành tâm cung thỉnh sư thầy Thích Diệu Hòa, trụ trì chùa Thiên Phúc lên báo cáo quá trình xây dựng. Chúng con xin được thành tâm cung thỉnh sư thầy. Nam mô bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa quý vị đại biểu khách quý đại diện cho các cấp chính quyền địa phương, kính thưa các vị Phật tử nhân dân thập phương xa gần. Chúng ta vẫn thường nghe làm chùa tô tượng đúc chuông, trong ba việc ấy thập phương nên làm. Nhờ hồng ân tam bảo giao hộ, được sự cho phép của Ủy ban dân tỉnh Bắc Ninh, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bắc Ninh cũng như sự quan tâm giúp đỡ của Ủy ban nhân dân xã Tam Đa cùng các cấp giáo hội, các cấp chính quyền địa phương, với sự phát tâm vô quải ngại của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, Phật tử và nhân dân địa phương cùng thập phương công đức, tới nay Phật sự trọng đại xây dựng ngôi tam bảo và một số hạng mục công trình chùa Thiên Phúc đã được thành tựu. Trong giờ phút trang nghiêm trọng thể này, thay mặt nhà chùa tôi xin phép được báo cáo về công tác xây dựng trong thời gian qua. Kính thưa toàn thể quý vị, chùa Thiên Phúc là một cơ sở tôn giáo của Phật giáo tại địa phương, có từ lâu đời, trải qua các thời kỳ lịch sử, qua bao thăng trầm biến cố của thời gian, chùa đã được trùng tu tôn tạo nhiều lần. Đầu năm 2021, nhà chùa cùng toàn thể nhân dân nhận thấy việc xây dựng ngôi tam bảo của chùa là việc làm hết sức cần thiết, và chúng tôi cũng thiết nghĩ rằng việc làm này cũng phù hợp với ý đảng lòng dân, có nơi tu tập phục vụ tín ngưỡng cho nhân dân Phật tử. Trải qua 3 năm thi công, giờ đây công trình xây dựng đã được hoàn thành khang trang tố hảo, thật đúng là thực rồi cứ ngỡ là mơ, mơ trong thực tại là mơ của mình. Kính thưa quý vị quan khách cùng toàn thể nhân dân Phật tử xa gần, nhà chùa xây dựng ngôi tam bảo chùa Thiên Phúc với diện tích 200m², chất liệu bằng gỗ xến, tổng kinh phí xây dựng hết 7.527.000.000 đồng, được sự quan tâm ủng hộ công đức bằng tiền mặt được 3.220.000.000 đồng, công đức cúng hiện vật là 1.370.000.000 đồng. Tổng số tiền phát tâm công đức xây dựng ngôi tam bảo là 4.590.000.000 đồng. Thông qua sổ sách thu chi xây dựng thì số tiền còn thiếu sau khi xây dựng là 2.937.000.000 đồng. Kính thưa toàn thể quý vị, sở dĩ xây dựng ngôi tam bảo đạt kết quả viên mãn vậy là nhờ sức thần giáo hộ của mười phương tam bảo, chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo của đảng và nhà nước rộng mở theo thời vận mới, sự quan tâm của các cấp giáo hội, các cấp chính quyền địa phương cùng Phật tử nhân dân xa gần đã chung tay trong suốt 14 năm qua phục hồi xây dựng ngôi tam bảo như ngôi tăng xá đường, tân toàn bộ hồ bốc vác, xây dựng ngôi nhà khách, nhà mẫu, nhà tổ, cổng tam quan và bây giờ là ngôi tam bảo. Tổng kinh phí xây dựng trong 14 năm qua là hết 22 tỷ đồng. Để làm nên Phật sự trọng đại này, tôi xin thay mặt nhà chùa, ban xây dựng cùng bà con Phật tử và nhân dân địa phương xin chân thành cảm tạ công đức vô lượng của toàn thể quý vị, nguyện cầu hồng ân tam bảo minh huân gia hộ cho quý vị thân tâm thường lạc, gia đình an lạc, hạnh phúc và luôn sống trong ánh tử quang của mười phương chư Phật. Nguyện cầu cho ngôi chùa quê hương ngày càng khang trang tố hảo, xứng đáng là một công trình văn hóa tôn giáo tại địa phương, góp phần tô đẹp thêm bức tranh của quê hương Việt Nam trong cuộc đổi mới xây dựng đất nước, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trước khi dừng lời, tôi xin kính chúc quý vị quan khách cùng toàn thể bà con nhân dân, Phật tử xa gần sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin được thành tâm chiên công đức của
sư thầy Thích Diệu Hòa đã lên báo cáo quá trình xây dựng ngôi đại hùng Bảo Điền và các công trình trong chùa. Thiên Phúc xin được tri ân công đức trên thầy. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể quý vị, thầy về nơi đây, đất xưa khô cằn, miền quê khó khăn, cách xa thành đô. Và từ ngày thầy về chùa Thiên Phúc đến bây giờ, ngôi chùa đã được khang trang, đẹp đẽ, để nói lên được tâm nguyện của người Phật tử đối với thầy trụ trì. Và giờ này chúng con thành tâm cung thỉnh quý ngài, xin mời toàn thể quý vị cùng hướng lên sân khấu để lắng nghe ca khúc Trái Tim Người Thầy với sự thể hiện của ca sĩ Phật tử Tuyết Trinh. Xin một tràng pháo tay để lắng nghe ca khúc. Chức sắc chư tôn đại đức tăng ni, kính thưa các quý vị đại biểu, quý khách Phật tử thập phương, kính thưa toàn thể nhân dân, hôm nay trong không khí trang trọng tại khuôn viên chùa Thiên Phúc thôn Đại Lâm, cán bộ và nhân dân cùng thầy chùa long trọng tổ chức lễ cắt băng khánh thành ngôi tam bảo chùa Thiên Phúc. Về dự lễ cắt băng khánh thành, thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tam Đa cùng đoàn đại biểu các thôn, các trường, quỹ tín dụng, xin kính chúc quý vị đại biểu, quý khách thập phương cùng toàn thể nhân dân sức khỏe, hạnh phúc, vạn sự an lành. Chúc lễ cắt băng khánh thành ngôi tam bảo chùa Thiên Phúc thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, làng Đại Lâm là một ngôi làng cổ. Theo sử sách để lại, làng Đại Lâm xuất hiện khá sớm, cách đây từ khoảng 2.000 đến 2.500 năm. Những người Việt cổ đầu tiên đã về đây chọn những gò đất cao, xen giữa những cánh rừng già, làm nhà lập xóm. Theo thời gian, khi cuộc sống ổn định, dân số ngày một tăng, để đáp ứng đời sống tâm linh, cư dân nơi đây đã tập trung xây dựng chùa để thờ Phật. Và ngôi chùa được xây dựng đầu tiên là có tên là Am Tròn Tự Thạch Bi, nhân dân thường gọi là đồng chùa tròn. Với truyền thống văn hóa tín ngưỡng tâm linh, theo thời gian đến thế kỷ thứ 16, làng Đại Lâm đã xây dựng hoàn chỉnh một quần thể các công trình văn hóa tâm linh gồm đình, đền, nghè, chùa to đẹp và cổ kính, trang nghiêm và được lưu truyền, lưu giữ cho đến ngày hôm nay. Quần thể các di tích đã được Bộ Văn hóa xếp hạng di tích lịch sử văn hóa nghệ thuật cấp quốc gia ngày 21 tháng 1 năm 1989. Phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của cha ông để gìn giữ công trình lịch sử văn hóa truyền thống của ông cha để lại, các thế hệ con em người dân làng Đại Lâm luôn biết quý trọng, thường xuyên chăm lo bảo tồn, trùng tu tôn tạo, phục dựng các công trình đó.
Đặc biệt trong thời gian qua, từ năm 2017 đến năm 2024, được sự ủng hộ của các cơ quan từ trung ương đến địa phương và sự hảo tâm của quý khách Phật tử từ mọi miền tổ quốc, của cán bộ nhân dân cụm thành chùa đã thực hiện tu bổ phục dựng đồ thờ các công trình như tòa hậu cung, tòa đại bái và tiền tế của đình, tòa Tam Bảo, chùa Thiên Tích, đền Mẫu, đền Quan và là ngôi Tam Bảo chùa Thiên Phúc ngày nay một khang trang tố hảo, với nguồn kinh phí do nhân dân và quý khách thập phương ủng hộ đầu tư các công trình di tích trên địa bàn xã thôn Đại Lâm nó khoảng trên 40 tỷ đồng, trong đó chùa Thiên Phúc là khoảng trên 20 tỷ đồng. Báo cáo với các quý khách và quý đại biểu như vậy. Đây là thành quả của ý đảng lòng dân, là tinh thần đoàn kết, đại đoàn kết. Các cụ đã có câu: dễ một phần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Báo cáo với các quý khách đại biểu và cùng toàn thể nhân dân, các công trình di tích trên địa bàn thôn Đại Lâm cũng là đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn xã hội hóa của bà con nhân dân địa phương và sự hảo tâm của các quý khách thập phương xa gần ủng hộ để địa phương hoàn thành các công trình di tích. Ở đối với chùa Thiên Phúc, chùa được xây dựng vào thế kỷ thứ 16, thời nhà Mạc, và qua thời nhà Nguyễn đã có trùng tu tôn tạo, chùa có công, có cổng tam quan, tam bảo, nhà tổ, nhà mẫu và hai dãy hành lang. Trước cách mạng tháng 8, chùa là nơi nuôi dấu cán bộ cách mạng, là nơi in ấn tuyên truyền hoạt động của cách mạng. Năm 1947, một phần bị giặc Pháp đốt phá, một phần là theo lời kêu gọi của cách mạng, nhân dân đã tự tháo dỡ và tiêu thổ kháng chiến. Đến năm 1954, hòa bình, lập lại, dân làm phục dựng 5 ngôi gian tam bảo và 3 gian nhà mẫu. Trải qua thời gian và ảnh hưởng của thời tiết gió mưa, các hạng mục của chùa Thiên Phúc đã xuống cấp. Và từ những năm 2010 cho đến nay, cán bộ và nhân dân thôn cùng sư thầy Thích Diệu Hòa và sự nhiệt tình ủng hộ của quý khách thập phương khuôn viên đến các hạng mục của chùa như tam bảo, nhà mẫu, nhà khách, cổng chùa và các hạng mục phụ trợ của chùa Thiên Phúc đến nay đã cơ bản hoàn thành khang trang tấu hảo để đón tết, để đón tiếp quý khách thập phương và nhân dân đến lễ Phật. Kính thưa quý vị, thưa toàn thể nhân dân, để có được thành quả như ngày hôm nay, đó là sự quan tâm giúp đỡ của tỉnh ủy, của huyện, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các ban ngành của tỉnh và của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện và các ban ngành của huyện, và sự nhiệt tình ủng hộ đóng góp của cán bộ đảng viên và nhân dân đã đồng lòng đoàn kết bảo tồn tu tạo phục dựng các di tích của địa phương nói chung và chùa Thiên Tích nói riêng. Tôi cũng xin được cảm ơn sự giúp đỡ tạo mọi điều kiện của các cơ quan ban ngành của tỉnh, của huyện. Xin được cảm ơn cán bộ nhân dân và thầy chùa, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các quý khách Phật tử gần xa đã góp công góp sức xây dựng các điểm di tích nói chung và ngôi chùa Thiên Phúc nói riêng hôm nay được khang trang tố hảo. Trong thời gian tới cũng kính mong luôn được sự quan tâm tạo điều kiện hơn nữa của tỉnh, của huyện và ủng hộ của quý khách địa phương và toàn thể nhân dân để công trình di tích ngày càng khang trang tố hảo hơn. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, để giữ gìn phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và các điểm di tích trên địa bàn nói chung và chùa Thiên Phúc nói riêng, đề nghị lãnh đạo địa phương, ban quản lý di tích, thầy chùa Thiên Phúc và nhân dân thôn Đại Lâm xin thực hiện tốt một số nội dung như sau. Thứ nhất là thực hiện tốt công tác quản lý các điểm di tích theo quy định của nhà nước. Thứ hai, thường xuyên thực hiện công tác bảo tồn, tu sửa để di tích là một điểm đến của quý khách thập phương và nhân dân đến thắp hương, hành lễ, tham quan vãn cảnh chùa. Thứ ba, đề nghị cấp ủy, trưởng thôn, các đoàn thể nhân dân của địa phương luôn quan tâm chỉ đạo, ủng hộ mọi mặt để điểm di tích nói chung và chùa Thiên Phúc nói riêng ngày khang trang tố hảo và điểm đến cho nhân dân và quý khách thập phương. Một lần nữa, trước khi dừng lời,
thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo xã, xin được kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an và phát triển. Xin trân trọng cảm ơn. Thay lời ban tổ chức, xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Đa đã lên phát biểu động viên quý thầy cùng nhân dân Phật tử chùa Thiên Phúc. Chúc ông cùng quý vị lãnh đạo xã Tam Đa luôn được an lành, mạnh khỏe, làm tốt công tác mà Đảng và Nhà nước đã giao phó, cũng như quan tâm nhiều hơn nữa đến chùa Thiên Phúc nói riêng và các ngôi chùa trong xã Tam Đa nói chung. Xin một tràng pháo tay để cảm ơn quý vị lãnh đạo xã Tam Đa. Đạo tràng giáo chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính ngưỡng bái bạch trên quý ngài. Kính thưa toàn thể quý vị, dâng cảnh sen thắm đưa hương, mừng ngôi Tam Bảo nắng vừa vàng hoa. Nam mô Đức Phật Di Đà, niềm vui đã sẵn, cánh hoa diệu thường. Vào giờ này là những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng cho đại lễ cắt băng khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Thiên Phúc. Chúng con xin được thành tâm cung thỉnh sư thầy Thích Diệu Hòa, trụ trì chùa Thiên Phúc, trưởng ban tổ chức đại lễ quang lâm lễ đài để đón nhận những lẵng hoa tươi thắm. Mở đầu cho chương trình tặng hoa, xin được trân trọng kính mời lẵng hoa của ông Vương Đức Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, do ông Nguyễn Thanh Tùng, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đại diện lên mừng. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông Vương Quốc Tuấn đã quan tâm tới chùa Thiên Phúc vì công việc nên không thể về tham dự được, gửi lãng hoa về chúc mừng cho thầy chủ trì cùng nhân dân chùa Thiên Phúc. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông cùng gia đình. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời lãng hoa của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Đa do một vị đại diện lên tặng hoa chúc mừng. Xin được trân trọng kính mời. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã lên tặng hoa chúc mừng. Xin được trân trọng kính mời. Lãng hoa của cấp ủy chi hội người cao tuổi thôn Đại Lâm chuẩn bị. Xin một tràng pháo tay cảm ơn ông đã về tham dự và đại diện lãnh đạo xã Tam Đa lên tặng hoa chúc mừng. Tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời cấp ủy chi hội người cao tuổi nhân dân thôn Đại Lâm do một vị đại diện lên tặng hoa chúc mừng. Xin được trân trọng kính mời. Công ty Đa Ba Co chuẩn bị. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị lãnh đạo và nhân dân thôn Đại Lâm đã về tham dự và đại diện tặng hoa chúc mừng. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời công ty Đa Ba Co Bắc Ninh Bắc Giang lên tặng hoa chúc mừng. Xin được trân trọng kính mời công ty Vật. Xin được trân trọng kính mời quý vị đại diện cho công ty Đa Ba Co Bắc Ninh Bắc Giang đã về tham dự và đại diện có hoa chúc mừng. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đại diện công ty vật liệu xây dựng Cảnh Lê thôn Đại Lâm lên tặng hoa chúc mừng. Xin được trân trọng kính mời đại diện gia đình sư thầy chủ trì chuẩn bị. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị đã về tham dự và tặng hoa chúc mừng. Tiếp theo chương trình, chúng xin được trân trọng kính mời đại diện gia đình sư thầy chủ trì lên tặng hoa chúc mừng. Xin được trân trọng kính mời. Xin được trân trọng cảm ơn thân phụ của thầy chủ trì và gia đình đã lên tặng hoa chúc mừng. Chúng con thành tâm tri ân công đức của thầy chủ trì đã lên đón nhận những lẵng hoa tươi thắm. Vào giờ này xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Quân, Bí thư chi bộ thôn Đại Lâm hoan hỉ lên để đón nhận những lẵng hoa tươi thắm. Tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời đại diện gia đình của cố Đỗ Thành ở tại Đại Lâm lên tặng hoa chúc mừng. Xin được trân trọng kính mời đại diện cô Dương Thánh Tiết chuẩn bị. Xin mời ông đồng lên nhận hoa cùng với thầy chủ trì ạ. Xin được trân trọng cảm ơn gia đình đã về tham dự và đại diện tặng hoa chúc mừng.
Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đại diện cô Dương Khánh Tiết sinh năm 1975 lên tặng hoa chúc mừng, xin được trân trọng kính mời. Đại diện Phật tử bà Bình Giác chuẩn bị, xin được trân trọng cảm ơn quý vị đã về tham dự và lên tặng hoa chúc mừng. Tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời đại diện Phật tử bà Bình bà Giác thôn Đại Lâm lên tặng hoa chúc mừng, xin được trân trọng kính mời. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Thảo, trưởng thôn lên nhận hoa chúc mừng. Phật tử chùa Bát Nhã thôn Thọ Khê chuẩn bị. Được trân trọng cảm ơn quý Phật tử đã về tham dự và đại diện tặng hoa chúc mừng. Tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời Phật tử chùa Bát Nhã thôn Thọ Khê, một vị đại diện lên tặng hoa chúc mừng. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Quân, bí thư chi bộ lên nhận hoa chúc mừng. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị đã về tham dự và tặng hoa chúc mừng. Cảm ơn ông bí thư chi bộ đã lên đón nhận bán hoa tươi thắm. Tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời thượng tá Đoàn Phong Sơn, trưởng phòng cảnh sát giao thông lên tặng hoa chúc mừng chúng con thành tâm cung thỉnh sư thầy Thích Diệu Hòa, chủ trì chùa lên đón nhận bán hoa tươi thắm. Đoàn đại biểu thôn Thanh Lâm Bắc Giang chuẩn bị hoa. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị đã về tham dự và đại diện bán hoa tươi thắm để chúc mừng. Tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời đoàn đại biểu thôn Thanh Lâm Bắc Giang lên tặng hoa chúc mừng, xin được trân trọng kính mời. Ban lãnh đạo và nhân dân thôn Thổ Hà chuẩn bị. Xin được trân trọng cảm ơn đoàn đại biểu thôn Thanh Lâm đã về tham dự và tặng hoa chúc mừng. Tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời ban lãnh đạo và nhân dân thôn Thổ Hà lên tặng hoa chúc mừng, xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Thảo, trưởng thôn lên đón nhận lãng hoa tươi thắm. Dịch vụ cưới hỏi tiên thịnh chuẩn bị. Trân trọng cảm ơn quý vị đã về tham dự và tặng hoa chúc mừng. Tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời dịch vụ cưới hỏi tiên thịnh lên tặng hoa chúc mừng, xin được trân trọng kính mời. Chúng con thành tâm cung thỉnh thầy chủ trì hoan hỉ đón nhận lãng hoa tươi thắm. Hiệp hội rượu sư Kinh Bắc chuẩn bị hoa. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị đã về tham dự và tặng hoa chúc mừng. Tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời hiệp hội rượu sưa Kinh Bắc lên tặng hoa chúc mừng, xin được trân trọng kính mời câu lạc bộ Dơ Hoa Dương Hiền chuẩn bị. Xin tâm thành tâm vô thị thầy chủ trì hoan hỉ đón nhận cánh hoa tươi thắm. Xin một tràng pháo tay để cảm ơn hiệp hội đã về tham dự và tặng hoa chúc mừng. Tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời câu lạc bộ Yoga Dương Hiền lên tặng hoa chúc mừng, xin được trân trọng kính mời. Chúng con thành công công tỉnh thầy chủ trì lên để đón nhận những lãng hoa tươi thắm. Hội đồng niên 1980 chuẩn bị hoa. Xin mời một vị đại diện cho câu lạc bộ Yoga Dương Hiền. Tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời hội đồng niên 1980 lên tặng hoa chúc mừng, xin được trân trọng kính mời một người cao tuổi khu vạn phúc chuẩn bị. Chúng con thành tâm cung thỉnh thầy chủ trì. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị đại diện cho hội đồng niên năm 1980 đã về tham dự và tặng hoa chúc mừng. Tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời hội người cao tuổi khu Vạn Phúc lên tặng hoa chúc mừng, xin được trân trọng kính mời. Câu lạc bộ dưỡng sinh thôn Đại Lâm chuẩn bị. Chương trình, xin được trân trọng kính mời câu lạc bộ dưỡng sinh thôn Đại Lâm lên tặng hoa chúc mừng, xin được trân trọng kính mời.
trân trọng cảm ơn câu lạc bộ dưỡng sinh đã về tham dự và tặng hoa chúc mừng. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời một người cao tuổi cung vạn phúc lên tặng hoa chúc mừng. Xin được trân trọng kính mời. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị đã về tham dự và có thắm hoa tươi thắm để chúc mừng cho đại lễ Trung Quan Thạnh Tâm tri ân công đức của thầy chủ trì. Nam mô đạo tràng giáo chủ Vạn Sơn Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiện đức. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể đạo tràng, còn rất là nhiều những lãng hoa, những phần quà cùng những sự phát tâm công đức bằng tình tài tịnh vật gửi về cho ban tổ chức. Nhưng vì thời gian có hạn, ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn toàn thể sự phát tâm công đức, những lãng hoa, những phần quà và đặc biệt tịnh tài tịnh vật, những tấm lòng vàng quý vị dâng lên để cúng dường và việc trùng tu ngôi đại hùng bảo điện. Xin một tràng pháo tay để cảm ơn toàn thể quý vị. Đạo tràng giáo chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức chứng minh. Kính thưa quý vị đại biểu, quan khách đại diện cho lãnh đạo đảng chính quyền các cấp, thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử và nhân dân gần xa, đại lễ cắt băng khánh thành ngôi đại hùng bảo điện chùa Thiên Phúc đến đây đã gần được thập phần viên mãn. Thay lời ban tổ chức, chúng con xin được thành tâm tri ân công đức trên chư tôn đức hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, khách quý đại diện cho lãnh đạo đảng chính quyền các cấp, cảm ơn toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử và nhân dân gần xa, các hội, các đạo tràng cùng các doanh nghiệp đã trở về đây tham dự phát tâm công đức, tham dự chúc mừng cho đại lễ được thành tựu viên mãn. Chúng con xin được thành tâm kính nguyện mười phương tam bảo gia hộ trên quý ngài, cầu nguyện trên quý vị cùng toàn thể đạo tràng vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Trong đại lễ, mặc dù ban tổ chức đã cố gắng sắp xếp nhưng không sao tránh khỏi những thiếu sót, chúng con ngưỡng mong trên chư tôn thiện đức tăng ni, quý vị đại biểu, quan khách cùng toàn thể đạo tràng niệm tình hoan hỷ. Sau thời gian cắt băng khánh thành ngôi đại hội bảo điện, ban tổ chức chúng con thành tâm cung thỉnh quý ngài, xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quan khách cùng toàn thể bà con nhân dân Phật tử trong xã ngoài làng đã trở về chùa Thiên Phúc tham dự đại lễ ở lại để dự bữa cơm thân mật cho ban tổ chức có đôi lời cảm ơn.